Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 7 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ công tác liên ngành trung ương khảo sát thực tế công nhận Văn Giang về đích nông thôn mới. Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tỉnh Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Cần tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng trong thu hút đầu tư. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hùng Cường cung ứng điện không đảm bảo chất lượng cho người dân. Huyện Văn Giang mở rộng diện tích trồng quất trên chậu. Nhiều hộ dân xã Tân Châu chuyển hướng từ chăn nuôi lợn sang trồng nấm cho hiệu quả kinh tế cao. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tổ chức khám tư vấn miễn phí vô sinh hiếm muộn cho các cặp vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, Tổ công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương về làm việc với huyện Văn Giang về thẩm tra hồ sơ khảo sát thực tế, đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tổ công tác đã đi khảo sát thực tế vùng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực của huyện Văn Giang, như vùng chuyên cây hoa Xuân Quan Phụng Công, vùng cây mễ sở Liên Nghĩa, khảo sát hệ thống giao thông cảnh quan môi trường, công tác xử lý rác thải, nước thải, các cụm dân cư, một số công trình hạ tầng của huyện và các xã như trung tâm hành chính, nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, trường học, bệnh viện. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Văn Giang đã đạt được trong xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí thu nhập bình quân, hạ tầng cơ sở và nhà ở khu dân cư. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số điểm cần tiếp tục đầu tư chỉnh trang như hệ thống cây xanh, cây bóng mát, hoa trên các trục đường chính, tuyến đê kiểu mẫu tạo cảnh quan cho các công trình văn hóa nhằm thu hút khách du lịch. Một số công trình phụ trợ, các phòng chức năng trong trường học, duy tu cắm biển báo trên đường giao thông, nhà văn hóa trung tâm và khu vui chơi tập luyện thể thao và tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp. Về phần hồ sơ, một số sở ban ngành cần bổ sung các giải pháp cụ thể, so sánh các chỉ tiêu với thời điểm xuất phát, nêu rõ giải pháp giảm nghèo, số liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm, giải pháp xử lý bền vững về môi trường, túi ni lông, đồ nhựa, thuốc bảo vệ thực vật. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến yêu cầu tỉnh và huyện Văn Giang tập trung bổ sung hoàn thành báo cáo theo các ý kiến nêu trên. Cần có cam kết đối với một số công trình phúc lợi còn thiếu, có giải pháp cụ thể với những nội dung mà chỉ số hài lòng người dân còn thấp và phát triển kinh tế phải gắn với trách nhiệm xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang cảm ơn sự quan tâm và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên tổ công tác. Đồng chí yêu cầu huyện Văn Giang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ trước thứ sáu ngày 9 tháng 8 chuyển văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương. Sáng nay, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 chủ trì hội nghị. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại cụm thi tỉnh Hưng Yên diễn ra nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng khẳng định để đạt được kết quả này, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng, các ngành địa phương trong tỉnh, tích cực chủ động trong mọi công tác tổ chức thi. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác tổ chức thi còn một số khó khăn, vướng mắc cần lưu ý khắc phục trong những năm tới, đặc biệt là công tác hậu cần, đảm bảo cơ sở vật chất, lên phương án ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Văn Lâm có nhiều tuyến đường giao thông đang xuống cấp, cần sửa chữa và nâng cấp. Những năm qua, huyện đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ngoài hai tuyến đường mới mở nối khu di tích quốc gia Chùa Nôm với cụm di tích Kinh Dương Vương và đường nối hai khu AB của cụm công nghiệp Tân Quang, tất cả các dự án còn lại là cải tạo nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp. Các tuyến đường đều đảm bảo chiều rộng từ 3,5 đến 14 mét tùy theo quy mô. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc gấp rút triển khai và hoàn thiện các tuyến đường. Dự kiến đến năm 2020, tất cả các dự án sẽ hoàn thành, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện.
Thực hiện chủ trương mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2, trong 6 tháng đầu năm nay, thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng gần 210 ha đất, bàn giao mặt bằng sạch cho công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 triển khai mở rộng dự án. Để mở rộng sản xuất tại Hưng Yên, tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 nhận bàn giao gần 210 ha đất nông nghiệp từ thị xã Mỹ Hào. Theo đó, diện tích được giải phóng mặt bằng thuộc hai phường Dị Sử và Phùng Chí Kiên, trong đó Dị Sử là 126 ha và Phùng Chí Kiên là 83 ha đất. Đây là diện tích đất mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, nâng tổng số diện tích khu công nghiệp này lên gần 550 ha. Hiện khu công nghiệp Thăng Long 2 đã thu hút được 77 dự án nước ngoài với tổng số vốn gần 2 tỷ đô la Mỹ và là một trong những khu công nghiệp hiện đại nhất cả nước, thu hút được nhiều dự án công nghệ hiện đại vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, theo Điều 73 Luật Đất đai 2013, chủ đầu tư được sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh. Theo đó, người sử dụng đất được thỏa thuận về giá chuyển nhượng. Thực tế, giá đất chênh lệch giữa thị trường và khung giá đất nhà nước ban hành dẫn đến một số hộ dân ở tỉnh ta không chịu nhận bồi thường, gây chậm trễ cho hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Dự án nhà máy sản xuất và thương mại của công ty Quốc Khánh ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận đầu tư từ tháng 2 năm 2017 với diện tích 2,2 ha. Hơn 40 hộ nằm trong dự án đã nhận tiền đền bù, chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chỉ còn duy nhất một hộ không nhận tiền đền bù. Chủ đầu tư đã hoàn thành các bước nhưng không thể xây dựng nhà xưởng để hoạt động. Ví dụ như là nhà nước là 110 triệu trên một sào, thế nhưng mà họ đã đưa ra cái mức giá ví dụ như là gấp độ 2 đến 3 lần. Thế thì nó gây ảnh hưởng đến những cái vấn đề nó liên quan đến môi trường đầu tư. Ví dụ như các cái doanh nghiệp mà muốn về cái khu vực trên nằm trên địa bàn này để đầu tư thì họ cũng không dám nữa. Chủ đầu tư dự án Châu Thủy ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định chấp thuận đầu tư từ tháng 9 năm 2017, nghĩa là đã gần 2 năm nay. Thế nhưng hiện 16 trong tổng số hơn 60 hộ chưa chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong số các hộ chưa chấp thuận có cả doanh nghiệp đứng ra thuê đất lâu dài của các hộ dân, sau đó đòi giá cao thì mới chuyển nhượng, gây rất nhiều khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng để dự án đi vào hoạt động. Người ta không đồng ý chuyển nhượng, dù rằng giá rất cao. Nó cũng có một cái lý do là xây dựng đất trái phép ở khu vực trước. Đấy, thì người ta cứ nghĩ là sau này đất ruộng người ta sẽ xây nhà. Các doanh nghiệp mà cứ như thế này thì không biết là nó ảnh hưởng đến cái môi trường về đầu tư nhiều lắm. Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn gần 200 dự án chậm triển khai. Nguyên nhân chính là do giải phóng mặt bằng, điểm mấu chốt chính là theo quy định của Luật Đất đai 2013. Chủ đầu tư phải thỏa thuận với người sử dụng đất khi dự án không thuộc trong diện phục vụ mục đích công cộng, công ích. Ở huyện Văn Lâm, các xã như Tân Quang, Đại Đồng, mỗi xã có hàng chục dự án chậm giải phóng mặt bằng như thế này. Chúng tôi thành lập cái tổ tuyên truyền vận động xuống, không phải xuống một lần, thế và xuống với nhân dân nhiều lần. Đấy, giải thích tuyên truyền nhân dân thì cũng đa số là cũng rất nhiều hộ nhận tiền. Thế sau đó thì cái nhà nọ là nhận sau thì bảo nhà kia là thôi có khi để sau là được cao đấy. Thế cho nên là cái này trong cái dự án người ta lại một số người họ đọc luật thì theo cái luật đất đai 2013 họ ở đây là thỏa thuận nên mình có thể đòi hơn chứ không phải theo giá quy định. Hiện nay bảng giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng được xây dựng dựa trên luật đất đai. Nhà nước ban hành khung giá đất, còn các tỉnh, thành phố điều chỉnh cho phù hợp với địa phương theo hệ số K, nhưng không vượt quá 30%. Tuy nhiên, khung giá đất hiện nay thường chênh lệch với giá thị trường, nên dẫn đến một bộ phận người dân chưa đồng thuận trong nhận đền bù, chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho chủ đầu tư và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Vấn đề này cần sớm được chỉnh sửa, bổ sung trong luật đất đai. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Cùng với bưởi cam, vài năm gần đây quất cảnh cũng được nhiều nhà vườn ở Văn Giang chuyển sang trồng trên chậu nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng loại cây này. Hiện huyện Văn Giang có hàng chục hecta quất cảnh đã được các nhà vườn ở các xã chuyên canh cây cảnh trồng trên chậu tại ruộng, tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái.
Quất được uốn tỉa đa dạng các dáng thế nhỏ gọn, dễ trưng bày phù hợp với khuôn viên nhà chật hẹp. Hơn nữa, sau dịp Tết người tiêu dùng có thể tiếp tục trưng bày chăm sóc tại nhà. Theo các nhà vườn, trồng trên chậu thuận tiện cho việc chăm sóc, có thể ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng kéo dài hoặc mưa ngập úng, ít rủi ro, dễ bán, dễ vận chuyển. Nếu trồng trên giàn, số lượng cây tăng khoảng 5 lần. Trung bình năm ngoái giá bán từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng tùy theo cây, cao hơn nhiều lần so với trồng thông thường. Với bản tính nhanh nhạy, tích cực học hỏi, nhiều hộ ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã liên kết thực hiện chuyển đổi thành công mô hình từ chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng dịch tả châu Phi sang trồng nấm rơm cho thu nhập cao. 16 năm gắn bó với việc chăn nuôi lợn hiệu quả, nhưng tháng 3 năm 2019 vừa qua, trại lợn hơn 500 con của gia đình anh Thuấn bị mắc bệnh dịch tả châu Phi đã phải tiêu hủy hết. Tháng 3 năm 2019, anh Thuấn đã tận dụng 1.000 m2 diện tích của trang trại lợn chuyển sang trồng nấm rơm. Sau một tháng trồng, hiện trang trại nấm của gia đình anh cho thu khoảng 1,5 tấn nấm thành phẩm một tháng, bán với giá 90.000 đồng 1 kg cho các siêu thị, đã cho thu 120 triệu đồng. Anh cho biết hiệu quả mô hình này đã làm thay đổi tư duy làm kinh tế của gia đình, vì trồng nấm không gây ô nhiễm môi trường như chăn nuôi lợn, mất ít công chi phí nhưng lại cho lợi nhuận rất cao. Trước kia tôi nuôi lợn thì là trong cái thời gian dịch thì cũng không biết là làm cái gì cả, thì tôi chuyển từ chuồng lợn của tôi trang trại là tận dụng diện tích, xong rồi tôi chuyển sang trồng nấm, là nó không ô nhiễm đến con người hoặc xung quanh hàng xóm, năng suất thì nó thu nhập cao hơn lợn. Tuân thủ khuyến cáo của ngành chức năng, hiện một số hộ ở xã Tân Châu đã liên kết cải tạo chuồng lợn sang trồng nấm với tổng diện tích là trên 3.000 m2, bình quân một tháng thu được 3 tấn nấm, trừ chi phí đầu tư cho thu lãi 200 triệu đồng. Hợp tác xã cũng chọn cái hướng đi là trồng cái nấm sạch. Thứ nhất là nó mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con xã viên. Cái thứ hai là đưa vào các cái siêu thị để mà tiêu thụ thì nó hiệu quả. Từ cái chỗ đó mà hợp tác xã huy động toàn bộ bà con có những cái chuồng lợn mà nó bị vừa rồi là nó bị dịch, là chuyển sang là toàn bộ trồng cái nấm này. Lợi thế của mô hình trồng nấm trong nhà là quản lý được độ ẩm, không phụ thuộc vào thời tiết, tơ nấm không bị ảnh hưởng do mưa nắng. Nhờ kiểm soát môi trường nên nấm rơm của các hộ phát triển tốt, đảm bảo sạch vì không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, không bón phân vô cơ. Xu hướng của các thành viên trong thời gian tới là sản xuất theo công nghệ 4.0 sẽ mang hiệu quả cao hơn. Hiện các hộ chăn nuôi lợn xã Tân Châu đang tích cực chuyển mô hình chăn nuôi lợn sang các mô hình sản phẩm sạch và không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, nhiều hộ dân huyện Tiên Lữ đã bắt đầu thu hoạch làm long nhãn, mang lại hiệu quả kinh tế khá, tạo công ăn việc làm thời vụ cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Trong đó, nhiều xã có từ 10 đến 15 hộ làm long nhãn quy mô lớn, như ở các xã Thủ Sĩ, Thiện Phiến, Dị Chế, Hải Triều. Nhãn sau khi thu hoạch được bóc vỏ, bỏ hạt, xếp vào phên, đưa vào lò sấy khô trong khoảng từ 10 đến 15 tiếng để long nhãn thoát hết hơi ẩm, khô và không bị cháy. Long nhãn có màu hơi ngà vàng, múi dai và thơm vị đặc trưng của nhãn Hưng Yên. Thông thường, khoảng 8 đến 10 kg nhãn tươi có thể thu được 1 kg long nhãn khô. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng nhãn tươi giảm, giá bán long nhãn cao hơn so với cùng thời điểm năm ngoái, dao động từ 200 đến 300.000 đồng 1 kg. Ngoài việc mang lại thu nhập khá cho gia đình, các lò sấy long còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn địa phương với mức thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng một người một ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã họp lấy ý kiến người dân về việc để Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp xã Hùng Cường tiếp tục bán lẻ điện hay bàn giao cho Điện lực Hưng Yên quản lý. Nguyên nhân là do điện yếu cũng như thiết bị đo đếm chưa bảo đảm, khiến cho nhân dân nơi đây gửi đơn thư đến nhiều cấp ngành, gây mất ổn định tại địa phương. Tình trạng nhầm lẫn số điện tháng trước và tháng sau cũng như công tơ vẫn quay khi chủ hộ đi vắng nhiều tháng, khiến người dân ở xã Hùng Cường rất bức xúc. Từ 16 tháng Giêng là tôi đi miền Nam, thì gia đình tôi không dùng bất kể một cái gì. Đến khi tôi về thì gia đình tôi vẫn phải nộp số tiền điện. Tôi cũng có đề nghị với bên dịch vụ là kiểm tra lại cái công tơ cho tôi. Bởi vì gia đình tôi đi vắng mà sao công tơ vẫn chạy. Vợ ông thầu điện là cũng bảo tôi là tất cả các cái số điện nó nằm ở trong công tơ. Mấy cái tháng trước ấy toàn 1 triệu, thấy nó không ổn, thế là tớ mới bắt phải lắp cho tớ một cái đồng hồ ở trong trái nhà. Cái tháng lắp đấy thì là hết 260.000. Theo phản ánh của người dân,
Trong các giờ cao điểm, điện áp chỉ đạt từ 120 đến 150 V, khiến cho nhiều thiết bị điện không hoạt động. Đơn vị cung cấp là Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp xã Hùng Cường đã vi phạm hợp đồng mua bán điện theo Điều 13, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về thực hiện luật điện lực. Riêng cơm buổi tối là không thể cắm được. Ngay hôm nọ tôi vào trong Ủy ban nhân xã làm cái văn bản không đủ điện để đánh cái văn bản mà chữ ý kiến của tôi và toàn thể cử tri bàn giao về sở điện. Điều 6 khoản 3, Nghị định 137/2013 của Chính phủ quy định đơn vị kinh doanh bán lẻ điện phải chịu trách nhiệm đầu tư cải tạo đường dây trạm biến áp. Hiện Hợp tác xã Dịch vụ Hùng Cường đang cung cấp điện cho 1.200 hộ với 5.050 nhân khẩu và hợp tác xã đang có 3 trạm biến áp với tổng công suất 1.050 kV/A. Thực tế thì cả 3 trạm này luôn phải làm việc ở trạng thái quá tải do nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Cả 3 đường dây cấp điện chính đều dài trên 700 mét, khiến khách hàng cuối đường dây không đủ điện áp sử dụng. Mặt khác, hầu hết đường dây của hợp tác xã vẫn là dây trần, gây nguy hiểm và tổn thất điện năng lớn. Đến tháng 7 vừa qua, hợp tác xã mới có tờ trình đề nghị ngành điện xem xét lắp đặt bổ sung trạm. Mới đây, xã Hùng Cường tổ chức các hội nghị lấy ý kiến các hộ dân sử dụng điện về việc có nên để Hợp tác xã Dịch vụ tiếp tục cung cấp điện cho nhân dân nơi đây hay không. Qua trực tiếp các cuộc họp và làm việc với lãnh đạo xã Hùng Cường cho thấy, tại các cuộc họp, đại diện các hộ dân sử dụng điện đều biểu quyết cần sớm bàn giao lưới điện cho Điện lực thành phố quản lý. Cái đường điện yếu, cán bộ đảng viên và nhân dân rất là bức xúc. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến của người dân thì đạt 95% đồng tình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn về ngành điện quản lý. Đại diện công ty Điện lực Hưng Yên cũng khẳng định đơn vị đã tiếp nhận nhiều pháp nhân kinh doanh bán lẻ điện không đủ các điều kiện kinh doanh. Do vậy, công ty sẵn sàng tiếp nhận lưới điện khi Hợp tác xã Dịch vụ Hùng Cường bàn giao. Các cấp chính quyền và tổ chức quản lý bán điện đồng ý bàn giao lưới điện thì công ty Điện Hưng Yên sẵn sàng tiếp nhận để đầu tư quản lý bán điện trực tiếp đến hộ dân để đảm bảo nâng cao cái chất lượng điện và dịch vụ điện tốt nhất đến cho người dân. Ngày 6 tháng 8 năm 2019 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và chuyển đơn đề nghị của người dân xã Hùng Cường đến Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên xem xét giải quyết về việc chuyển quyền quản lý kinh doanh lưới điện từ Hợp tác xã Dịch vụ Hùng Cường sang cho Điện lực thành phố Hưng Yên quản lý. Công văn số 130 của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên xem xét giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật hiện hành, trả lời công dân và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 8 năm 2019. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn khi có kết quả giải quyết cụ thể trong bản tin thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 5 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Mỹ đã giải ngân số tiền trên 400 tỷ đồng cho gần 19.000 lượt hộ nghèo vay vốn, giúp cho gần 2.300 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 600 lao động mới, đầu tư cho 9.500 lượt hộ gia đình xây mới trên 19.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp 2 lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợ cho 3 lượt doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết cho hàng chục lao động có việc làm và thu nhập ổn định, giúp 46 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở, mua nhà ở xã hội, thực hiện chương trình tín dụng học sinh sinh viên. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Mỹ còn tạo điều kiện cho trên 1.600 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay nuôi con ăn học tại các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và giảm bớt thời gian đi lại của khách hàng. Các điểm giao dịch trên địa bàn huyện đều được công khai chính sách tín dụng, hướng dẫn thủ tục, hòm thư góp ý, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận nguồn vốn thuận tiện và nhanh chóng. Những năm qua, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã Bình Minh đã thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả, trong đó có mô hình nuôi lợn đất ở chi hội 2. Phong trào không những nâng cao ý thức tiết kiệm cho mỗi hội viên mà còn góp phần chung tay giúp các gia đình nghèo tại địa phương phát triển kinh tế.
Mô hình nuôi lợn đất của Hội Phụ Nữ xã Bình Minh được thành lập từ tháng 3 năm 2017, có tất cả 30 hội viên và sinh hoạt ở chi hội 2. Ngay khi phát động phong trào, chi hội đã trích quỹ để mua lợn đất về phát cho các hội viên, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình mà mỗi hội viên có cách tiết kiệm tiền cho phù hợp. Sau hơn một năm thực hiện, mô hình đã thu được với tổng số tiền trên 35 triệu đồng, qua đó đã giúp cho 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Như chị Nguyễn Thị Hưng, thôn Thiết Trụ, hỗ trợ 20 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Đa, thôn Thiết Trụ, hỗ trợ 15 triệu đồng để phát triển kinh tế, còn lại là tặng quà. Một tin vui cho các cặp vợ chồng không may muộn con, đó là trong tháng 8 này, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ tổ chức khám tư vấn miễn phí vô sinh hiếm muộn cho các cặp vợ chồng. Các cặp vợ chồng sẽ được khám lâm sàng, cận lâm sàng như siêu âm, chụp X quang tử cung vòi trứng, xét nghiệm dịch âm đạo, xét nghiệm tinh dịch đồ và những xét nghiệm khác theo chỉ định của bác sĩ. Việc khám xét nghiệm sớm sẽ giúp tìm ra nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn để có phương pháp điều trị phù hợp. Tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đơn nguyên hỗ trợ sinh sản và sàng lọc trước sinh được thành lập từ tháng 1 năm 2017. Đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên được đào tạo tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia. Cho đến nay, đơn nguyên này đã khám chữa vô sinh hiếm muộn thành công cho gần 100 cặp vợ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.